năng sinh lý của gan này, thì gan nó sẽ có những chức năng quan trọng này. Đầu tiên là chức năng chuyển hóa ha. Thì gan nó sẽ chuyển hóa, chức năng chuyển hóa ha. Thứ hai là chức năng tổng hợp, thứ ba là chức năng giải độc, thứ tư là chức năng dự trữ, và thứ năm là chức năng bài tiết. Rồi, chức năng chuyển hóa là đầu tiên là chuyển hóa carbohydrate, thứ hai là chuyển hóa lipid, và thứ ba là chuyển hóa protein ha. Chuyển hóa protein là ba cái thành phần cơ bản của cơ thể chúng ta, thì gan là chỉ chức năng là chuyển hóa ba thành phần này. Rồi, thứ hai là chức năng tổng hợp, thì tổng hợp thì gan nó tổng hợp protein, thì sẽ đối với nó tổng hợp albumin này, tổng hợp alpha globulin, hoặc là cái thứ ba quan trọng là lớp mình lưu ý cô là tổng hợp yếu tố đông máu ha, gan tổng hợp yếu tố đông máu. Rồi cái phần này mình học kỹ nha, để mình biết lát nữa là các cái xét nghiệm với chức năng gan nó sẽ thay đổi như thế nào ở bệnh nhân suy gan ha. Khi ở bệnh nhân suy gan thì thường là mình sẽ thấy cái albumin nó sẽ giảm, vì giảm cái khả năng tổng hợp thì albumin nó sẽ giảm. Rồi cái yếu tố đông máu này nó cũng sẽ giảm luôn, ngon khi bệnh nhân suy gan thì yếu tố đông máu nó sẽ giảm. Và khi yếu tố đông máu giảm thì cái thời gian đông máu nó sẽ tăng lên, nó kéo dài ha, thời gian đông máu nó sẽ tăng lên. Rồi lưu với cô hai ý này nha. Rồi và chức năng thứ ba là chức năng giải độc. Chức năng giải độc thì mình tự đọc không có gì hết. Chức năng dự trữ thì mình cũng tự đọc cho cô ha. Và một cái chức năng cuối cùng là chức năng bài tiết ha, secretory là bài tiết ở đây. Chức năng bài tiết ở đây là thường nó sẽ bài tiết các cái axit mật ha, muối mật này. Rồi là nó sẽ liên chức năng liên hợp với bilirubin. Thì mình lưu ý ở đây là bilirubin cũng thì sẽ thay đổi với nhau khi bệnh nhân suy gan á, thì cái khả năng liên hợp này nó sẽ giảm. Giảm cái khả năng liên hợp thì cái bilirubin trong máu nó sẽ tăng lên. Bệnh nhân suy gan nặng thì bilirubin nó sẽ tăng rất là cao. Lưu ý cho cô những lưu ý này ha, đó là bilirubin này là bilirubin và cái yếu tố đông máu ta nó thay đổi như thế nào, cái nào tăng cái nào giảm. Về quá trình chuyển hóa thì cũng có hai phần, một pha hai để mình dễ và mình đã học rồi đúng không? Ở phần này thì cô lướt qua ha. Bây giờ mình sẽ xem là khi mà suy giảm chức năng gan thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện gì trên lâm sàng và các cái hiện tượng lâm sàng nó sẽ thay đổi như thế nào. Thì đầu tiên đó, chỉ chứng đầu tiên là rất là dễ thấy, đó là nó liên quan đến rối loạn tiêu hóa ha. Bệnh nhân cũng thường đó là buồn nôn, nôn chán ngang này. Rồi sau đó nó xuất hiện vàng da vàng mắt, vàng da vàng mắt, rồi sau đó mới đến là gan to, họ đau hạ sườn phải, đó triệu chứng điển hình của bệnh nhân suy gan. Trên cận lâm sàng thì mình thấy là nó sẽ thay đổi các cái xét nghiệm như lúc nãy cô nói đó, đó là bilirubin thì nó sẽ tăng lên này, do là giảm chức năng liên hợp ở gan thì bilirubin trong máu sẽ tăng lên. Rồi họ là PT, PT là gì ở lớp mình có ai biết không? Máu. Cái gì máu? Thời gian đông máu đúng không? Rồi, PT là thời gian đông máu ha, là viết tắt của từ là prothrombin time ha. Prothrombin time là thời gian đông máu ha. Thời gian đông máu nó cũng tăng, lý do vì sao vậy? Dạ, thời gian đông máu là đúng rồi, giảm tổng hợp yếu tố đông máu chính xác ha, giảm tổng hợp yếu tố đông máu nên thời gian đông máu sẽ tăng lên, giúp cô ha. Rồi albumin thì nó sẽ giảm vì sao? Sao giảm albumin cả đó? Do là tổng hợp albumin tổng hợp giảm rồi, chức năng tổng hợp giảm ha, chức năng tổng hợp của gan nó giảm thì nó sẽ làm giảm cái albumin này, được chưa? Ở men gan thì nó sẽ tăng ha, tăng men gan CALT. Như vậy nói tóm lại là tất cả các xét nghiệm nó đều tăng nha, chỉ có cái albumin mà nó giảm, đối với cô cũng vậy ha, các vị nhớ ha. Thì trong các thông số này thì thông số nào nó sẽ đặc trưng để đánh giá chức năng gan, thì câu trả lời là không có thông số nào hết, không có thông số nào đặc trưng để đánh giá chức năng gan, nó khác với suy thận, nó khác với chức năng thận ha. Thì đánh giá chức năng thận đó thì thường mình sẽ dùng cái xét nghiệm gì, thông số gì cả lớp? Retinin
Creatinine là cái nồng độ creatinine trong máu ha, và mình sử dụng cái phân số là cái hệ số thanh thải ha, CL lúc nãy nó clearance á, hệ số thanh thải của creatinine ha, là cái phân số mà mình rất hay dùng để đánh giá chức năng thận, hoặc là mình có thể dùng cái phân số tương tự là GFA ha, độ lọc cầu thận. Còn đối với gan thì mình không có phân số nào để đặc trưng hết, và để đánh giá chức năng gan thì thường á mình sẽ dùng một cái công thức là Childhood á. Không biết lúc mình còn nhớ không? Childhood mà ngày xưa thì viên dạy á, ví dụ mình học lúc mình có ai nhớ không? Rồi, nó đổ chỗ này nha. Thay đổi pK ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thì là do giảm khả năng chuyển hóa này, giảm lưu lượng máu đúng gan, giảm khả năng tổng hợp ha, protein, rồi giảm khả năng bài tiết mật và tăng nguyên huyết, do đó sẽ cạnh tranh kháng kết thuốc. Rồi bây giờ cụ thể nó thay đổi như thế nào, mình sẽ đi vào đầu tiên là quá trình hấp thu ha, thay đổi cái hấp thu hay là sinh thải dùng thay đổi như thế nào, thì mình sẽ chia làm ra thành hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với thuốc đã chuyển hóa nhiều qua gan, tức là thuốc mà có cái hệ số lưu trích E này lớn hơn 0,7, tức là trên 70% lượng thuốc được chuyển hóa qua gan. Thuốc được chuyển hóa nhiều qua gan á, thì khi mà mình dùng cho bệnh nhân mà suy giảm chức năng gan thì cái sinh thải dùng cái án sẽ thay đổi như thế nào, chúng ta sẽ thấy ha. Một thuốc chuyển hóa nhiều qua gan khi dùng cho bệnh nhân bị suy gan thì cái khả năng chuyển hóa nó sẽ được tăng cái giảm ở lớp, khả năng chuyển hóa nó giảm đúng không? Đúng rồi, giảm chuyển hóa thì mà mình biết là cái bản chất của chuyển hóa thuốc, đặc biệt của chuyển hóa thuốc là nó sẽ làm giảm hoạt tính, mất hoạt tính của thuốc. Bây giờ mình làm giảm cái chuyển hóa thì sao? Thì cái nồng độ thuốc trong máu sẽ tăng lên. Nồng độ thuốc trong máu tăng thì nó sẽ tương đương là cái sinh thải dụng này nó sẽ tăng, chứ là do giảm chuyển hóa nên nồng độ thuốc tăng, do đó sinh thải dụng tăng. Nên nhớ với cô là đối với E lớn hơn 0,7 thì F nó tăng, và cái thời gian mà để nhanh để đạt được cái nồng độ đỉnh nó sẽ nhanh hơn, hay là cái tế mắc này nó sẽ giảm, thời gian để đạt được nồng độ đỉnh nó sẽ giảm ha, tức là có nghĩa là nó sẽ nhanh đạt được cái nồng độ đỉnh hơn, và nguy cơ nó sẽ làm tăng độc tính. Nếu cô hay ý này nha, F tăng, tế mắc giảm và tăng độc tính đối với thuốc chịu khoảng nhiều con ngang. Rồi, vậy thì đối với trường hợp này ha, do nguy cơ là tăng độc tính, do đó đối với thuốc này thì mình cần phải làm gì ha? Mình lưu ý là những cái trường hợp nào, đó là trong các trường hợp sơ gan này, tăng huyết áp tĩnh mạch cửa này, những bệnh nhân suy giảm chức năng gan đó, hoặc là những bệnh nhân mà có các bệnh lý mà cái giảm tưới máu ở gan, ví dụ như là suy tim chấn thương, suy tim chấn thương, thì những trường hợp này là nguy cơ sẽ làm tăng cái huyết áp lên, và cách xử trí là mình sẽ giảm liều khởi đầu và liều duy trì ở những bệnh nhân suy giảm chức năng gan mà dùng những cái thuốc chịu hóa nhiều qua gan. Lưu ý lại cho cô là đối với thuốc E lớn hơn 0,7 thì F tăng, T mắc giảm, và mình cần tự giảm cả liều khởi đầu và liều duy trì, giảm cả hai cái liều này luôn, liều khởi đầu và liều duy trì. Rồi, ngược lại đối với thuốc trường hợp thứ hai là thuốc chuyển hóa ít khoan gan, tức là cái hệ số huyết tích nhỏ hơn 0,3, rồi thuốc mà chuyển hóa khoan gan thì thường sinh lại được nó ít bị ảnh hưởng ha, bởi các bệnh lý ở gan, do đó mình không cần giảm liều khởi đầu. Trường hợp này mình chỉ giảm liều duy trì nha, không cần giảm liều khởi đầu, chỉ giảm liều duy trì đối với cô tụi này. Nhưng mà mình giảm như thế nào thì năng lượng mình sẽ đi sang cái phần sau ha, tiếp sau là mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, thông số thứ hai, quá trình thứ hai trong cái việc bệnh học là quá trình công bố ha, thì cái VD ở bệnh nhân suy gan nó sẽ tăng cái giảm, mình còn nhớ không? Đó, VD ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thường tăng cái giảm đây. Đúng rồi, VD tăng ha, lý do vì sao? VD tăng có lý do là, lý do thứ nhất đó là thường á, là do, ở lúc này mình nói là cái albumin á, albumin là nó tăng cái giảm, ở bệnh nhân suy gan. Albumin giảm. Albumin cứ giảm. Đúng rồi, giảm cái albumin, giảm albumin, do đó là nó sẽ làm giảm cái khả năng gắn kết với thuốc, giảm khả năng gắn kết thuốc thì thuốc sẽ tăng cái lượng thuốc tự do ha, là tăng nồng độ thuốc tự do, do đó sẽ tăng VD của thuốc này, là lý do thứ nhất. Đối với lý do thứ hai là những thuốc mà tan vào trong nước á, thì nguy cơ nó sẽ tăng VD khi mà bệnh nhân có ứ trệ tuần hoàn ha, không có sự trường hợp là ứ trệ tuần hoàn ở tĩnh mạch cửa hay do nhưng mà sơ gan vậy nè. Rồi, nhưng mà người ta kết luận là VD tăng với nhiều thuốc nhưng nó chỉ ảnh hưởng
thực sự nó chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị của bệnh nhân mà suy đa ngành hoặc là sơ đa ngành thôi. Rồi đó là phân số thứ hai. Bây giờ đi sang quá trình thứ ba là quá trình hại trừ ha. Chìa khóa là hại trừ này. Hại trừ thì bệnh nhân suy gan thì nhìn thấy cho cô công thức để tính cái hệ số thứ hại gan ha, là CLH này. CL là clearance ha, là hệ số thứ hại, và H là hepatic là gan. Rồi hệ số thứ hại gan được tính bằng công thức này, mình vui lòng học thuộc cho cô ha, là bằng Q này nhân cho FU nhân cho CLI như cho Q cộng FU nhân CLI. Rồi thì trong cái này công thức này mình đưa cho cô ba cái ha. Q được gọi là cái lưu lượng máu đến gan này, Q là lưu lượng máu đến gan, FU là cái tỷ lệ thuốc tự do ha, tỷ lệ thuốc tự do, còn CLI là cái hệ số thánh mạng nội tài. Cái hệ số thánh mạng nội tài này nó phụ thuộc vào cái hoạt tính của cái niêm gan. Rồi học thuộc cho cô công thức này nha. Rồi bây giờ mình trong cái trai này ha, nó hơn bờ nó chỉ đưa cho cô là vậy thì thuốc nào mình lấy một số ví dụ ha, đối với những thuốc mà chịu hóa nhiều hay là chịu hóa ít con gan này. Thuốc chịu hóa nhiều con gan là tức là cái hệ số tích lớn hơn 0,7 này, nhập cái cuối cùng này. Ví dụ như là morphine, opioid ha, morphine và dẫn xuất của morphine này, dẫn xuất của morphine thì từ chịu hóa nhiều con gan, hoặc là các thuốc như là như thế như cô là thuốc propranolol ha, propranolol beta blocker nó cũng chịu hóa nhiều con gan. Rồi hoặc là levodopa, như thế như cô thuốc là levodopa ha, levodopa là thuốc điều trị bệnh gì đó, levodopa là thuốc điều trị bệnh gì, levodopa cho mình nghe cô nói được không? Levodopa ha, levodopa là cái thuốc điều trị bệnh mạch thông tin á nha. Rồi tìm chất của dopamine. Rồi một số thuốc là chuyển hóa chất co gan này, thì số chất nhỏ hơn 0,3, tức là cho cô ví dụ là diazepam ha, lorazepam nó từ chuyển hóa ít co gan. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái thay đổi cái thải trừ ha, ở bệnh nhân suy gan nó thay đổi như thế nào. Rồi bây giờ trong slide này là đã học rồi nè, lúc mình còn nhớ slide này không? Đó là trường hợp thứ nhất là với một thuốc mà chuyển hóa nhiều co gan, tức thì số lượng chất lớn hơn 0,7 á, E nó không 0,7 này à, thì cái thuốc này nó chịu hóa nhiều con gan, thì lúc này tính chỉ định thử là cái hoạt tính của miếng gan nó sẽ cao hơn nhiều, cái tích FU CLI nó sẽ cao hơn nhiều so với lưu lượng máu miếng gan, thì cái này nó quan trọng hơn ha, bởi vì thuốc chịu hóa nhiều con gan. Như vậy trong cái slide này nó bị sai chỗ này, lúc mình sửa lại giúp cô nha, lưu ý chỗ này này, đó là FU nhân CLI nó sẽ lớn hơn nhiều so với Q nha. Gọi lại cô cái dấu này này, nghe nó nghe rõ không hả lớn? Nghe. Cô nói lại ha, với một thuốc chịu hóa nhiều con gan thì lúc này cái hoạt tính men gan nó sẽ quan trọng hơn hay là nó lớn hơn nhiều so với cái lưu lượng máu đến gan. Nhưng mà cái dấu này sử dụng phải là dấu lớn chứ không phải là dấu bé nha anh chị. Rồi bây giờ mình áp dụng vào cái công thức lúc này ha. Công thức lúc này này, lớp mình đọc lại giúp cô nha. Công thức này thì số thánh hạng của gan được tính bằng cái gì đây? Clearance hepatic được tính bằng gì? Cả lớp nhắc lại xem. Q nhân F nhân CL chia cho Q cộng F nhân CL. Không có sáng ha, cô viết lại này. Còn Q nhân cho FU, FU ha, nhân cho CLI đúng không? Rồi, chia cho Q cộng FU nhân CLI. Rồi vì sao cô phải viết ra này? Bởi vì cái này phải đi mới giải thích được nha. Chị thấy là thứ nhất là với thuốc chuyển hóa nhiều con gan thì FU nhân CLI nó lớn hơn nhiều so với Q. Cái đó chỉ nhìn vào cái mẫu số này này, cái cộng này Q cộng FU nhân CLI á, thì lúc này mình sẽ bỏ qua cái quy luôn, vì nó bé hơn nhiều so với cái FU CLI ha, được chưa, nó bé hơn nhiều cho nên mình bỏ qua cái quy này luôn, tức là cái mẫu số nó chỉ còn lại là FU nhân cho CLI, được chưa, là mẫu số nó chỉ còn lại là cái này FU CLI.
mình bỏ qua cái quy này luôn, rồi vì nó nhỏ quá. Rồi bây giờ cái phân số này á, thì sẽ thấy là sau khi mình bỏ cái quy này rồi thì phân số này mình sẽ thấy mình trực tiếp cái u sẽ lấy từ và mẫu đều có ha, mình trực tiếp cái này luôn, rồi trực tiếp hai cái này luôn. Như vậy thì lúc này cái hệ số thứ hai của gan nó chỉ phụ thuộc vào cái gì đây cả lớp? Lưu lượng máu đến gan. À, nó chỉ còn phụ thuộc vào cái quy thôi. Chưa, như vậy hệ số này của gan nó tỷ lệ với quy là cái lưu lượng máu đến gan. Chưa, sau khi mình chứng minh bằng cái công thức này ha. Quy như vậy của lớp vẫn hiểu được không? Đúng rồi, ơi. Hiểu không? Ờ, hiểu rồi ha. Như vậy cô nhắc lại này, đối với thuốc mà chuyển hóa nhiều qua gan thì số lytic A lớn hơn 0,7. Chưa, ví dụ như bệnh nhân suy gan thì sau khi áp dụng bằng cái công thức này thì mình sẽ thấy là hệ số thắng hại của gan chỉ còn phụ thuộc vào cái gì đấy? À, chỉ còn phụ thuộc vào cái lưu lượng máu đến gan đối với thuốc mà có hệ số lytic cao hơn 0,7. Rồi, đó là cái mình rút ra ha. Như vậy thì cái độ thắng hại này phụ thuộc vào lưu lượng máu đến gan và nó chỉ giảm cái hệ số thắng hại này nè. Nó chỉ giảm khi nào? À, khi mà lưu lượng máu của gan nó giảm. À, lưu lượng máu của gan giảm trong trường hợp ví dụ là suy tim này, chấn thương hoặc sốc hoặc là bởi sơ gan. Thì trường hợp này mình cần phải giảm liều ha. À, giảm liều gì cả lớp nè? Giảm liều khởi động cái liều cái chị? À, lúc này mình cần phải giảm cả liều khởi động và liều duy trì ha, giảm hai liều luôn, khởi động và liều duy trì nha. Rồi trường hợp thứ hai là thứ mà có hệ số lytic nhỏ hơn 0,3, à, tức là chỉ mấy qua gan thì tương tự như vậy, cái chỗ này anh chị sửa lại cái câu hai fu nhân sinh lý thì sao, à, nó nhỏ hơn hệ số lytic. Rồi và áp dụng vào công thức lúc này thì lúc này hệ số lytic gan nó sẽ chỉ tỷ lệ vào fu nhân cho sinh lý. Yeah. Rồi như vậy nhớ cho cô công thức cuối cùng này ha. Rồi bây giờ chỉ làm hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là thuốc mà gắn kết với protein huyết tương cao, tức là tỷ lệ gắn kết trên 75%, thì lúc này cái hệ số lytic của gan nó phụ thuộc chủ yếu vào cái nồng độ thuốc tự do, tức là nó phụ thuộc vào cái FU. À, phụ thuộc vào cái FU đối với thuốc gắn kết cao với protein huyết tương. Còn đối với thuốc mà gắn kết thấp với protein huyết tương thì cái hệ số lytic của gan lúc này nó sẽ phụ thuộc vào cái CLI ha. Trường hợp này nó sẽ phụ thuộc vào cái CLI, tức là cái hoạt tính men gan. Nó phụ thuộc vào cái hoạt tính men gan. Rồi cái phần này học kỹ cho cô nha. Tiếp theo là thay đổi T12. T12 thay đổi như thế nào thì mình sẽ ghi cái công thức tính T12 ra ha, là bằng lớp nơi T của 2, tức là 0.693 nhân cho VD chia cho CL. CLT tức là total là tổng cộng á, CL tổng cộng ha, họ bao gồm mọi gan và thần ha, hepatic và renal này, thần. Vậy thì trong cái công thức này mình sẽ thấy là hệ số lytic hại gan á, hay là hệ số lytic hại tổng cộng lúc này á là thường sao? À, làm giảm ha, giảm cái hệ số lytic hại, mẫu số nó giảm, này giảm này. VD thì sao? VD của bệnh nhân suy gan lúc này mình nói là tăng cái giảm của lớp. Ờ, đúng rồi, VD tăng ha. À, như vậy thì cái phân số T12 này thường nó sẽ tăng nha. T12 thường tăng ở bệnh nhân suy gan. Rồi chọn lựa thuốc hay hiệu chỉnh liều thì bây giờ mình sẽ đi sang cái phần hiệu chỉnh liều này. À, hiệu chỉnh liều như thế nào? À, thì mình sẽ đi vào luôn cái trường hợp thứ nhất là thuốc mà có E lớn hơn 0,7, hệ số lytic ở gan cao. Thì mình nhớ là đối với thuốc này thì mình cần phải giảm cả liều gì? Giảm cả liều khởi đầu và liều duy trì nữa cô ha. Đối với thuốc chuyển hóa nhiều qua gan thì cần phải giảm liều khởi đầu và liều duy trì. Ở bệnh nhân suy giảm chức năng gan thì mình cần phải giảm cả hai cái liều này nha. Rồi còn đối với thuốc mà có chuyển hóa ít qua gan thì mình chỉ cần giảm liều gì cả lớp? Nào, mình chỉ cần giảm liều duy trì thôi ha. Vậy thì cái liều duy trì này sẽ giảm như thế nào? Thì đầu tiên mình sẽ phải đánh giá chức năng gan này. À, đánh giá xem là bệnh nhân suy gan mức độ nào, mức độ nhẹ, trung bình hay là nặng. À, để đánh giá cái mức độ suy gan thì mình dùng cái thang điểm là thang Sy-Put. Thang này ha, anh chị đã học rồi đúng không? Lúc họ đang còn nhớ không? Thì cái thang Sy-Put này anh chị sẽ dùng trên 5 tiêu chí này. Thứ nhất là cái nồng độ bilirubin trong máu này. Thứ hai là albumin. Thứ ba là INA. À, INA là gì ở lớp?
Nina, có ai còn nhớ không? Nina là gì? Lúc mình có đang nghe không? Có nghe được không ở lớp? Nghe bình thường nhưng mà không nhớ nổi. À, đúng rồi, như này là thời gian đông máu nha. À, đây là một cái chỉ số mà nó được được quốc tế hóa ha, nó được gọi là chỉ số bình thường hóa quốc tế của PT. À, bởi vì PT mình đo ở những cái cơ sở khác nhau ha, những cái phòng khám khác nhau, phòng mạch khác nhau thì nó sẽ ra một cái gọi là chênh lệch, đúng không? Thì để người ta giảm bớt cái sai số đó thì người ta sẽ chuyển sang cái INHA này, gọi là chỉ số bình thường hóa quốc tế ha. Rồi. Thì nó tương đương như là PT đó, thời gian đông máu ha. Tiếp theo là axit là gì ở lớp? Axit là cái mức độ mà bán bụng á, mức độ cái bụng nó trướng ra á, thì nó nhiều hay ít, người ta sẽ dựa vào đó để người ta đánh giá ha. Và cuối cùng là encephalopathy. Encephalopathy có nghĩa là bệnh não do gan, bệnh não do gan ha, bởi vì nó liên quan đến chức năng của gan, là chức năng giải độc á, nó sẽ chuyển NH3 thành ure, nó tổng hợp ure ha. Và khi mà suy gan nặng á thì cái khả năng tổng hợp này nó giảm được, tăng NH3 trong máu lên, và cái NH3 trong máu tăng lên thì nó đi vào não và nó sẽ gây ra độc thần kinh. Cho nên thì mức độ này người ta gọi là bệnh não viêm gan, thì mình sẽ bệnh gan của gan. Rồi, như vậy nói với là thang chai thuốc dựa vào năm tiêu chí nhắc lại cô hay là bilirubin, là bilirubin mức độ bán bùng vá bệnh não viêm gan. Rồi cái tổng điểm này chị như là đây ha. Đó, tùy theo ha, nó tăng như thế nào, nó giảm như thế nào thì nó sẽ tương ứng là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm ha. Rồi, và thì cái tổng điểm trang phút này bao nhiêu, xem là suy gan nhẹ, lớp mình không nhớ không? Rồi, đây là xem ở chỗ này có ha, từ 5 đến 6 điểm này là suy gan nhẹ ha, less severe là nhẹ. Rồi, từ 7 đến 9 điểm ha, từ 7 đến 9 điểm là suy gan trung bình, và từ lớn hơn 10 là suy gan nặng nha. Rồi lưu giúp cô ba cái mốc này, 7 đến 9 và lớn hơn 10. Rồi bây giờ sau khi mình phân đồ được cái mức độ suy gan xong á, thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh liều này, liều duy trì đối với bệnh nhân mà dùng kích thước chuyển hóa ít qua gan, tức là E nhỏ hơn 0,3. Rồi liều nó sẽ được điều chỉnh như thế nào, chị sẽ thấy ở đây trong slide tiếp theo này ha. Đó là đối với bệnh nhân mà suy gan A, tức là suy gan gì ở lớp? Suy A là gan nhẹ nhẹ, nặng, suy gan nhẹ 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 là mấy điểm? À, năm sáu điểm 6 điểm. 5-6 điểm đúng rồi ha. 5-6 điểm này thì mình sẽ giảm 25% liều duy trì con ha, giảm 25% liều duy trì được. Rồi đối với B là từ mấy điểm? Cái B hả? 9 điểm ha, thì mình sẽ giảm 50% liều duy trì ha. C là suy gan nặng, tức là lắm có 10 điểm á, thì lúc này mình sẽ chuyển sang những thuốc mà ít chuyển hóa gan, hoặc là mình lựa chọn những thuốc mà có thể làm tim gan ha. Tim gan là gì ở lớp? Tim gan là nồng độ theo dõi nồng độ trong trị liệu nha, những thuốc mà có thể theo nồng độ được đấy ha, thì mình sẽ đổi sang những thuốc đó ha. Rồi, đối với câu chuyện này nha. Rồi đối với thuốc mà có mức cái chỉ số kích thích ở gan mức trung, mức độ trung bình đó, từ 0,3 đến 0,7 thì lúc này nó thì nên chỉ để là đường ép nó tăng chậm ha, khi có giảm lưu lượng máu, do đó mình sẽ khởi đầu bằng cái liều thấp nhất của khoảng liều cho phép ha, cái liều khởi đầu đó này ha, cái liều khởi đầu mình sẽ dùng cái liều thấp nhất của cái khoảng liều cho phép. Còn cái liều duy trì á thì mình sẽ áp dụng liều theo cái phân loại trang phút của nhà thuốc, giảm liều duy trì theo phân loại trang phút cũng được như với cái thuốc E nhỏ hơn 0,3. Rồi lưu giúp hai ý này ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái trường hợp, cái đối tượng thứ tư là bệnh nhân suy giảm chức năng thận, thì đặc điểm giữa đồng học nó thay đổi như thế nào. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu chức năng thận ha, chức năng sinh lý của thận này. Thận thì có chức năng là bài tiết, nhưng bài tiết ha. Rồi chức năng thứ hai là duy trì hàm lượng nội môi. Thận là cơ quan mà giúp duy trì cân bằng pH này, cân bằng đường dạ này, cân bằng đường huyết trong cơ thể ha. Rồi chức năng thứ ba là chức năng nội tiết, thì thận nó sẽ kích thích tổng hợp hồng cầu thông qua là tổng hợp với hormone erythropoietin ha.
rồi đi qua huyết áp thông qua là tăng tiết cái đường nhiên, chuyển hóa thuốc, chuyển hóa vitamin D. Quá trình tiết thực thần nên nó sẽ gồm ba cái cơ chế ha. Đầu tiên là lọc ở cầu thận, hai là bài tiết và tái hấp thu ở thận ha, bài tiết chủ động và tái hấp thu thì chủ động. Suy giảm chức năng thần ha, để đánh giá suy giảm chức năng thần mình sử dụng bằng thông số DHA này ha. Đồ lọc cầu thận này nó thể là thường dưới ba lớn hơn 90 ml/phút thì đó là chức năng thần. Thường 60-90 là suy thận mức độ trung bình, và từ 15-30 là suy thận nặng, và dưới 15 là chỉ phải chạy thận ha, hay là thận phân máu. Bây giờ thay đổi pK bệnh nhân suy giảm chức năng thận là quá trình đầu tiên là hấp thu này. Thì mình sẽ thấy là sinh thể dùng thay đổi. Tuyến bắp hay là tuyến da thì sinh thể dùng nó sẽ giảm ha, sinh thể dùng giảm là do phụ với để tuần hoàn. Còn đối với đường uống thì sinh thể dùng nó lại tăng lên. Đặc biệt là đối với những thuốc mà có E lớn hơn 0,7. Tăng với thuốc có E lớn hơn 0,7. Vì sao vậy? Tức là cái thuốc mà chuyển hóa nhiều quan gan, mà khi mình dùng cho bệnh nhân suy thận á, vì sao lại sinh thể dùng lại tăng, thì người ta sẽ giải thích ở đây ha. Bởi vì á là khi mà bệnh nhân bị suy thận thì giảm khả năng này chuyển hóa thận rồi, như vậy nó sẽ tăng cái lượng thuốc để chuyển hóa qua gan, phải chuyển qua gan. Thì ở gan thì nó lại có một cái hiện tượng gọi là chuyển hóa bão hòa. Các cái enzyme chuyển hóa thuốc nó bị bão hòa ha. Ví dụ các enzyme xích 450 á bị bão hòa, thì do đó nó sẽ làm giảm chuyển hóa thuốc, và nó sẽ làm tăng cái sinh thể dùng của thuốc lên. Chờ những cái cối này ha. Rồi VD bệnh nhân suy thận thay đổi như thế nào? Thì lưu ý cho cô là VD tăng nha. VD tăng với những cái thuốc axit yếu. Thuốc axit yếu vì sao VD lại tăng? Bởi vì lý do là do cái lượng albumin. Bệnh nhân bị suy thận thì cái lượng albumin nó giảm này. Vì sao giảm albumin ở lớp? Trong slide nói luôn rồi ha. Do tăng bài tiết và nước tiểu. Tăng bài tiết và nước tiểu, do đó cái lượng albumin trong máu nó sẽ giảm. Hai, giảm albumin thì nó sẽ làm tăng cái nồng độ thuốc tự do, nó sẽ tăng VD. Tăng VD của những cái thuốc axit yếu ha. Và cái thứ hai nữa là cái khả năng gắn kết của albumin này nó cũng giảm này. Do thay đổi cấu trúc đầu tiên. Thì do thứ hai là protein, ví dụ mấy thuốc 3 giờ yếu thì nó sẽ thay đổi VD như thế nào? Thì như thế là thuốc tức là nó khó dự đoán ha. Khác với là khi ăn thuốc yếu thì VD sẽ tăng lên. Rồi bây giờ mình sẽ đi sang cái phần điều chỉnh liều. Đối với những suy thận thì mình sẽ điều chỉnh liều như thế nào? Thì nó sẽ có 3 cách ha. Cách thứ nhất là mình sẽ giảm liều cho bệnh nhân suy thận, giảm liều dùng. Cách thứ hai là mình sẽ tăng cái khoảng cách liều lên, thứ hai còn gọi là giãn ra, giãn khoảng cách liều. Và cách thứ ba là mình phối hợp cả hai ha, vừa giảm liều vừa tăng khoảng cách liều. Vậy thì bây giờ đây là cái slide chính mà lớp mình cần tập trung học này, đó là mình sẽ chuẩn liều như thế nào. Đầu tiên là mình phải đánh giá chức năng thận ha, nó giống như gan vậy. Mình cũng phải đánh giá chức năng gan là bằng cái công thức Chaput đúng không? Thì thần thì mình sẽ dùng công thức cốt cốt cao như lúc nãy cô nói này. Rồi công thức cốt cốt cao này đọc sao đây cả lớp? Này là gì? Đây là hệ số thâm thải creatinine. E là estimate là ước tính ha. Vì sao gọi là ước tính? Bởi vì nếu mà mình tính cái này á, mình tính thực sự á, cái hệ số thải creatinine thì chỉ phải đo cái lượng nước tiểu ha, 4 giờ đo nồng độ thuốc trong nước tiểu, nồng độ thuốc trong máu ha, thì cái này mình làm rất là mất công ha, mình phải làm rất mất công ha. Như đó để mình có thể tính toán nhanh hơn thì mình dùng cái công thức của cái ông này là ước tính ha, để ước tính ra cái thông số hệ số thải này. Thì ước tính thông qua gì? Người ta dùng cái hằng số là 140 trừ đi tuổi, trừ tuổi bệnh nhân, nhân cho cân nặng ha, chia cho hằng số là 72, chia cho cái SDR gọi là nồng độ creatinine ở trong máu ha,
đơn vị là milligram trên một lít. Rồi đối với ví dụ thì mình nhân lên 1,5. Rồi buổi làm học của cô công thức này nha, sẽ có tính toán nha cả lớp. Rồi trong đề thi sẽ có tính toán nên buổi làm học của công thức này. Rồi thì trong công thức này có một cái thông số mình cần lưu ý là cân nặng. Thì cân nặng này là sao? Thì mình thấy này, đối với trường hợp của bệnh nhân á, mà không béo phì thì mình sẽ có cân nặng thực tế của bệnh nhân là áp vào luôn. À, bệnh nhân mà cái thể trạng bình thường á, mình áp dụng luôn. Còn đối với bệnh béo phì thì mình sẽ dùng, mình phải đi tính cái cân nặng điều chỉnh. À, đi tính cân nặng điều chỉnh. Vậy làm sao biết bệnh nhân bị béo phì hay không? Thì mình muốn đầu tiên là anh chị phải đi tính cho cô cân nặng hay gọi là cân nặng lý tưởng. Chưa? Trong cái này á, cái cân nặng nó sẽ có ba loại cân nặng. Một là IBW, gọi là ideal body weight. Ideal body weight là cân nặng lý tưởng. Rồi, cái cân nặng thứ hai là TBW ha. TBW người ta gọi là true body weight, là cân nặng thực tế ha. Cân nặng thực tế. Và cái cân nặng thứ ba là adjusted body weight. Adjusted body weight là người ta gọi là cân nặng hiệu chỉnh. Adjusted là hiệu chỉnh. Rồi, đầu tiên mình phải đi tính cái cân nặng lý tưởng của một bệnh nhân. À, cân nặng lý tưởng này mình tính như thế nào? Bằng cái công thức này ha, bằng đối với nam thì mình sẽ bằng 50 giờ cầm cho 2,3 nhân cho chiều cao này được tính bằng theo in nhé chị, chiều cao được tính bằng in. Người Việt Nam mình á thì thường chiều cao là tính theo đơn vị là mét đúng không? Mét hay là cm ha? Thì mình chị sẽ lấy cái cm đó. Ví dụ là 1m6 thì nó sẽ ra là 160cm đúng không? Rồi đây mình chỉ cần lấy 160cm. Rồi mình đổi sang in là mình sẽ chia cho 2,54. Rồi lấy cô Hoa chia cho 2,54. Rồi mình áp dụng vào đây ha, lấy chiều cao thực tế của bệnh nhân chia cho 2,54. Rồi mình trừ 60. Rồi sau đó cái điều đó mình nhân cho 2,3 rồi mình cộng 50 ha đối với nam. Còn lượng thì mình cầm cho 45,5. Rồi công thức này cũng vui lòng học cho cô ha. Rồi sau khi tính ra được cân nặng lý tưởng, rồi cái cân nặng lý tưởng này thì mình so sánh với cân nặng thực tế của bệnh nhân là TBW ha. So sánh này, so sánh là chị được thấy là nếu như cái TBW cân nặng thực tế của bệnh nhân mà lớn hơn ở ngoài 30%, vượt hơn 30% so với cân nặng lý tưởng thì xem như là bệnh nhân này bị béo phì ha. Thì trường hợp đó anh chị phải đi tính cân nặng điều chỉnh như thế nào là lớn hơn 30%. Ví dụ hai cô nhau, ví dụ này là một bệnh nhân có cân nặng thực tế là 75, cân nặng thực tế là 75, rồi cân nặng lý tưởng ví dụ như mình tính ra được là cân nặng lý tưởng là tính ra được là 55. Thì anh chị so xem là đã vượt ra ngoài 30% chưa? Đúng không? Vượt chưa? 75 so với 55, nó là vượt ra 30% chưa? À, cách tính này anh chị sẽ lấy 55 ha, mình cộng thêm cho 30% của 55 tức là 0,3 đúng không? 30% tức là 0,3. Rồi mình nhân cho 55. Rồi anh chị với lòng tính với cô ra được bao nhiêu? 74,5. Mình tính theo cái cộng ra bao nhiêu? 71. Chị đọc lại giúp cô. À, 71,5. Đúng lòng như vậy, 71,5 này á, là nó sẽ nhỏ hơn so với cân nặng thực tế là 75. Như vậy nó chưa vượt ra ngoài 30%. Có nghĩa là bệnh nhân này chưa béo phì. Thì trường hợp này mình ráp vào cái công thức cấp tốc cao này thì sẽ lấy cân nặng thực tế của bệnh nhân luôn. Được chưa? Rồi, nhưng mà trường hợp cô nói lại chỗ này ha. Tức là cân nặng thực tế của bệnh nhân 75 thì so với cái cộng này là nó lớn hơn rồi đúng không? Nó là vượt ra ngoài 30% rồi. Lớn hơn rồi nhé. Cái này mình tính thành là 71,5 này. Như vậy 75 nó lớn hơn 71,5 ha. Có nghĩa là cân nặng thực tế của bệnh nhân đã vượt ra ngoài 30% cân nặng biểu tượng. Có nghĩa là bệnh nhân này đã bị béo phì rồi. Được chưa? À, và trường hợp này bệnh nhân đã bị béo phì thì sao? À, lúc này mình sẽ đi tính cái cân nặng điều chỉnh.
bắt buộc mình phải đi tỉnh cân nặng hiệu chỉnh. Rồi cân nặng hiệu chỉnh được tỉnh bằng công thức là lấy cân nặng thực tế cộng cho 0.4 nhân cho cái hiệu số giữa cân nặng thực tế trừ cái cân nặng hiệu chỉnh. Giờ mình áp dụng công thức này để tính cân nặng hiệu chỉnh ha. Rồi sau đó mình sẽ dùng cái cân nặng hiệu chỉnh này để áp dụng vào công thức cốc lớp cao. Được không bạn ơi? Rồi bây giờ mình làm bài tập ha. Nếu mình làm bài tập này cho cô nha. Bệnh nhân nha, 8 tuổi, nặng 70 g. Rồi bệnh nhân này cao 1m55. Cao 1m55 nha. Rồi lúc mình tính cho cô xem là cái hệ số nặng bệnh nhân này là bao nhiêu. Tính hệ số nặng bệnh nhân này bao nhiêu, biết nồng độ creatinine trong máu là 2 mg trên decilit. Rồi lúc mình tính cho cô trong vòng 5 phút nha. Áp dụng cái slide lúc này để tính nha. Thì không phải lớp. Đầu tiên lúc mình tính như coi là cân nặng lý tưởng bệnh nhân này là bao nhiêu. Năm hai phẩy ba mươi lăm. Rồi 52.35, bây giờ mình so xem là 52.35 này so với cân nặng thực tế là 70 kg thì nó cái 70 kg này nó có lớn hơn 30% so với là 52.35 không? Lớn hơn đúng không? À, cái tổng đó nó ra có 68 đúng không? Mà thực tế của bệnh nhân là đến 70 ha. Như vậy 70 nó lớn hơn cái 30% của cân nặng lý tưởng. À, như vậy thì mình phải đi tính tiếp là tính cái gì của nó? Tính cân nặng điều chỉnh. Đúng rồi, mình tính cân nặng điều chỉnh ha. Rồi bây giờ cậu lớp tính cái cân nặng điều chỉnh nha. Điều chỉnh ra bao nhiêu ở lớp này? Rồi cân nặng điều chỉnh là 59.41 ha. Rồi cô ghi là nè, là rồi cô ghi lại ha. Đầu tiên là cân nặng cái BW là 52.35 ha. Rồi 52.35. Rồi cô ghi lại cho những chị nào chưa tính kịp ha, chị phải tự tính nha. Và khi sẽ có cái bài tập tính hai cái này. Đầu tiên là tính như BW chắc chắn sẽ có một câu này. Câu thứ hai là tính hiệu số tính hại ha. Rồi cân nặng điều chỉnh ha. Là 59.41 này. Rồi bây giờ lúc mình tính tiếp cho cô đi cái
thì số điện thoại ra bao nhiêu? 24,75. 24,75. Rồi, tôi ghi ra hai số điện thoại này là bằng 24,75. Các có tính ra như vậy không? Coi tự tính là phải tự tính nha, mai mốt vào thi là không biết gì là mất tiền hai câu này không? Rồi 24,75 thì mình đánh giá xem bệnh nhân nào sẽ cần mức độ gì đấy. Độ nặng. À, độ nặng dưới 30 là mức độ nặng rồi đúng không? À, thì bệnh nhân này mình cần phải giảm liều ha, bằng cách là giảm liều hoặc là tăng phần cũng liều hoặc là tối ưu cả hai. Được chưa? Đó là cách tính cái một số nó phải lúc mình về nhà thực hành thêm vô công thức này. Rồi bây giờ lúc mình có muốn làm thêm một số câu hỏi không? Cô cho em hỏi một chút, cô cho em hỏi chút. Rồi anh Nam Giang Lộc không? Cô cho em hỏi cái chỗ công thức cốt rất cao đó. Cái chỗ mà cái cân nặng á, là mình lấy cái cân nặng hiệu chỉnh hay là mình lấy cái cân nặng thực tế của ông đó luôn? Ừ, lúc này cô đã nói cái chỗ này cô dạng lại này của lớp mình ha. Cô không sao. Ở chỗ này là mình phải bình luận hai trường hợp cho cô này. Cái quan trọng nhất là ở đây này, đó là nếu như cân nặng thực tế của bệnh nhân lớn hơn 30% so với cân nặng lý tưởng. Được chưa? Mình tính cân nặng lý tưởng xong là mình phải đi so với cân nặng thực tế. Nếu cân nặng thực tế lớn hơn 30% so với cân nặng lý tưởng thì có nghĩa là bệnh nhân béo phì, thì lúc này mình phải đi tính cân nặng điều chỉnh để ráp vào công thức cốt lốc gạo. Rồi trường hợp thứ hai, nếu như cân nặng thực tế của bệnh nhân mà nó nhỏ hơn so với là 30% này á, chưa? Có nghĩa là bệnh nhân là cân nặng lý tưởng bệnh nhân á, cân nặng thực tế nó chưa vượt ra ngoài 30% á, thì lúc này mình sẽ ráp vào cái công thức cốt lốc gạo này là cân nặng thực tế luôn. Rồi thì cái trường hợp bệnh nhân lúc này mình nói lại này, là lúc này tính ra tình cô xóa rồi cái kết quả ha. Và trong cái bài tập này á, cân nặng thực tế là 70, còn cân nặng lý tưởng á, mình tính ra là lúc này là bao nhiêu ha? 59,45. Lý tưởng là 52,75. À, 52,75. Rồi 52,75 bây giờ mình đi so sánh này, là 70 ha. 70 này, mình so với bên này là 52,35 cộng cho 0,3 của 52,35 là bao nhiêu? Là 59,7 đúng không? Cô em tính em lấy 70 trừ cho 52,35, lấy cái đó chia cho năm, chia cho cái số ký của người ta đó là nó ra được cái bao nhiêu phần trăm mà. Rồi chia ra 33,7%. Tính vậy? 33,7%. Thì mình tính cách nào được hết, nhưng mà thông thường là cô hay tính trong sách nó hay biết là tính theo cái kiểu kia thì nó dễ hiểu hơn, anh chị hiểu không? Hiểu có nghĩa là mình so sánh liệu cân nặng thực tế bệnh nhân so với là 30% của cân nặng lý tưởng, được chưa? Cái tổng 30% cân nặng lý tưởng mà nó nhỏ hơn so với cân nặng thực tế thì có nghĩa là bệnh nhân này là béo phì, được chưa? Còn nếu như mà mình so sánh này chủ yếu ở đây là cô ghi lại ha, cái quan trọng chỗ này anh chị hiểu được này. Mình so sánh liệu cân nặng thực tế của bệnh nhân là 70, cái này là TBW này, mình so với là 30% của cân nặng lý tưởng, tức là 52,35 đúng không? 52,35 gì đó. Rồi bệnh nhân mình cầm cho 52,35 nhân 0,3. Ừ, rồi thì mình xem là cái tổng này nó như thế nào so với cân nặng thực tế bệnh nhân. Rồi cái này nhân cho 0,8. À, cái này đó 6,8 đúng không? Rồi như vậy có nghĩa là cái cân nặng bệnh nhân á, cân nặng thực tế này nó sẽ vượt ra ngoài 30% của cân nặng lý tưởng rồi, được chưa? Sau hình so sánh hai cái này với nhau thì có nghĩa là cân nặng thực tế lớn hơn 30% của cân nặng lý tưởng, thì lúc này mình phải ước tính cân nặng gì? Bắt buộc còn mình phải ước tính cái cân nặng điều chỉnh, chưa? Mình phải ước tính cái cân nặng điều chỉnh. Còn trường hợp mà nếu như cái tổng bên này á, mà nó nhỏ hơn, trường hợp ngược lại mà nó nhỏ hơn này, giờ cân nặng lý tưởng mà nó nhỏ hơn, có nghĩa là nó chưa vượt ra ngoài 30%, thì lúc này mình sẽ ráp vào công thức cốt lốc gạo, mình lấy cái cân nặng thực tế của bệnh nhân luôn. Đó mình hiểu không? Được chưa?
À, ví dụ như trường hợp mà cân nặng thực tế bệnh nhân là 60, 60 thì nó nhỏ hơn sau bên này là 68 đúng không? À, thì trường hợp này mình sẽ ráp vào công thức cốt lốt gà mình lấy 60 luôn. Được chưa? Còn trường hợp với cân nặng bệnh nhân này là 70, nó lớn hơn so với 30% cân nặng đối tượng đó, thì mình phải đi tính cân nặng gì đấy? À, mình phải đi tính cân nặng hiệu chỉnh. À, cân nặng hiệu chỉnh được áp dụng bằng công thức này ha. IBW cộng cho 0.4 nhân cho cái hiệu TBW trừ đi IBW. Rồi, chụp này lớp mình rõ chưa ở lớp? Anh Lộc ơi, rõ chưa anh Lộc? Ok cô. Rồi, có chiếu một số cái câu hỏi của lớp mình tham khảo thêm nhé. Còn chờ một xíu như cô đang chỉnh. Rồi. Và lúc mình làm thử câu đầu tiên ha. Thấy chưa cả lớp? Hết rồi. Rồi sao nó hiện lên đáp án mà sao mà nó có màu đỏ vậy? Chịu quá xíu vậy. Rồi lúc mình làm thử cái môn đầu tiên em không đọc được câu hỏi luôn cô ơi, nó mở đuôi luôn á. Ủa nó mở hả? Các bạn khác đọc được không? Không cô ơi. Không cô ơi, không đọc được cô ơi. Ủa là vì sao ta? Cái gục mà không đọc được hay sao? Mở hết chữ rồi. Mở hết chữ hả? Là sao à? Phát biểu đúng giờ đặt bản thuốc qua nhau thai.
Bao giờ đọc được chưa ở lớp? Đọc được chưa? Chưa cô ơi. Chưa, nó nhẹ. Chưa, chưa, chưa. Hồi chưa. Rồi, nhờ cái này chế độ này đọc được không? Không luôn. Rứa à? Ít chê. Do mạng nó không. Do mạng nó không có, chưa có lúc được đó cô. À, nhưng mà thôi cô đọc nha. Được không? Cô đọc lớp mình hàng nha. Phát biểu đúng về đặc điểm thuốc qua nhau thai. Câu A là hầu hết các thuốc qua đường nhau thai ngoài trừ thuốc có kích thước lớn hoặc ion hóa. B, thuốc có trọng lượng 600-800 qua đường nhau thai dễ dàng. C, thuốc thấm nước qua nhau thai nhanh và đạt nồng độ cao hơn. Câu D là thuốc ở dàn kết hợp đầu tiên có khả năng qua nhau thai cao hơn. Qua wow. Rồi ha, cái này là chọn câu A nha. Để thấy màu đỏ rồi. Câu này lộ đề lắm. Rồi, câu tiếp theo. Không thấy gì, nhưng mà em đoán là câu D. Rồi, câu đọc này, thuốc thường chống chỉ định cho vùng có thai. Câu A là Tinitoin, Vanguard, Vanguard. Câu B là Estrogen, Androgen, Illusion, Tinitoin. Được rồi, được rồi, cô. Được rồi, thấy rồi, thấy rồi đó. Thấy rồi, đó. Câu D. Câu D. Ờ, câu này dễ rồi đúng không? Câu D, rồi, đúng rồi. Không, chẳng có gì. Câu A không? Câu B. Câu có thuốc khác chưa rồi. Khác chưa, câu gì? Câu C. Câu B. A. Câu C. Câu A. Sao nhiều ghê luôn. Câu trả lời đấy. Nhưng mình phải định nghĩa thời kỳ tiền phô, thời kỳ phô thì ta là giai đoạn nào đúng không? Rồi sau đó là nó bị ảnh hưởng như thế nào ha? Câu B. Câu B đúng không cô? Rồi ha, câu B nha, câu A, câu C là sai nha. Rồi đúng rồi nha, câu B. Tiền thôi, theo 17 này. Rồi, câu nào đúng nhất ở lớp? B. Rồi, đúng rồi, câu B nha, tăng shift nha. Câu A thì sao ta? Tăng nhu động chứ nó không có giảm nhu động. Nó giảm nhu động. Giảm nhu động hay tăng nhu động? Lửa thay giảm nhu động mà. Giảm nhu động là đúng, nhưng mà cái B nghe chứ. Vé dạ dày là nó nói như vậy là cũng có đúng, bởi vì nó tùy thuộc vào giai đoạn. Giảm. Ờ, trong 6 tháng đầu sao, 3 tháng cuối sao ha. 6 tháng đầu thì nó làm tăng pH là đúng rồi, nhưng mà 3 tháng cuối thì nó lại ngược lại, nó làm giảm pH nha. Nên câu A là không có đúng. Rồi, tiếp theo. Đúng. C với cô A hơi lỗi hay không chứ? Là cô C cô A không? Em cô D. Cô D đúng không? Các bạn khác nào?
thì nó phải là theo cơ chế là vận thụ động hay là vận chuyển tích cực. Câu A là không đúng. Câu B cũng nhỏ thôi, cũng ngày lên thì nếu mà nếu khoảng từ 600 đến 800 thì cũng khó lên rồi. Khó đúng không? Câu C. Nhỏ hơn nghe bao nhiêu là câu C. Còn hai từ hai ba đêm nó khó nha, bởi vì cái phân tử lượng nó cao. Đúng rồi. Là câu D đúng không? Đúng rồi, như vậy chị nói câu D đúng ha, đáp án đúng là D nha. Đúng rồi. Ôi, câu này khó nữa, cô giải thích là đáp án D nha. Câu D là tăng lượng nước phân bổ vào ngang bậc 2 nha. Nên thì cái nồng độ tối đa không có xuống mà nó không đổi. Mở to sức không? Điểm mờ nó phải coi. Giống như cô đen. Nhỏ quá cũng không. Tim IP thường gây đau. Kém chính xác. Chịu chuyển hóa lại đầu. Cô B. Cô hết bà già rồi.
Alo, đó mình có nghe không? Nghe cô. À rồi, chào cái gì? Bất hình rồi cô. Bất hình là không thấy được hả hay sao? Không thấy con xem gì luôn á. Ồ vậy hả? Thì người ta có thấy nước im lặng. Rồi cô này thấy chưa? Cô này có thể làm chưa? Không thấy cô ơi. Chưa thấy cô ơi. Đâu có thấy cô làm gì không? Thay đổi khả năng thải trừ
của thuốc có E lớn hơn 0,7 trên bình nhân CA. Câu A, CLH, tức là số lắng thải của gan á, CLH chỉ phụ thuộc lưu lượng máu đến gan. Câu B, CLH tăng khi bị suy tim, sốc cơ gan. Câu C, CLH phụ thuộc tỷ lệ thuốc tự do. Và câu D là CLH phụ thuộc hoặc tính men gan. Câu A, lưu lượng máu. À đúng rồi ha, câu A nha. Cái này mình chứng minh bằng cái công thức lúc nãy đó. À. Rồi như vậy mình xong bài hôm nay nha cả lớp. Rồi lúc mình về nhà xem lại cái slide với là video ha, ở trên lên. Rồi nếu có thắc mắc gì thì cứ nhắn tin cho cô nha. Bây giờ mình sẽ xin học lớp nha cả lớp. Alo. Nghe cô Hà ơi, vẫn bình thường. Em nghe vẫn bình thường. Rồi. Lớp mình Ngọc Hoa là bài nào đây Ngọc Hoa ơi?